Xin chào anh em. Lâu lắm rồi mới lại quay lại với tựa game Final Fantasy với một cái clip giới thiệu về banner chi tiết về kỹ năng. Thì đợt này thì nó không ra một banner mà nó sẽ là hai banner, một thường và một hiếm. Đúng chuẩn ra nếu mà như bình thường ấy, thì con Yusaka sẽ là đi đơn và ra một mình. Đấy, như anh em có để ý ấy, thường thường ấy, những con đơn nó sẽ có một cái cột có một cái cột cột đâu nhỉ, hình như bên trên vậy, la bàn chân lý đây. Thường thường là những con banner đơn ấy nó sẽ có một cái cột này, thì anh em roll đến được mốc nào thì anh em sẽ nhận được đấy. Nhưng mà đợt này thì nó sẽ có thêm một cái nữa là con Rebecca. Rebecca thì cũng giống như mấy con kia thôi, skin. Ủa, skin con này là cái gì vậy? Ủa, không gì à? Ủa? Ủa? Skin đâu? Hướng dẫn sửa chữa đặc biệt. Rebecca thì... Cái này là skin à? Có thích, thích con Rebecca bình thường ở trong cái nhà nhỉ? Nói thật với anh em là mình cũng không... Không tìm hiểu quan trọng con này lắm. À, Rebecca bình thường nó sẽ như thế này. Con sửa chữa đặc biệt kia. Thế nói thật với anh em là con sửa chữa đặc biệt cứ nghĩa là cái skin của cái con này ấy, nhìn nó còn xấu hơn con mặc định anh em ạ. Chả thật. Nhưng mà thôi, cái vấn đề đẹp xấu thì nó là tùy quan điểm mỗi người. Nếu mà đúng chuẩn ra thì con Rebecca sẽ đi cùng với một con tướng xạ thủ bên Red. Bộ kỹ năng của con đấy thì khá giống là con Miku, nhưng mà nói chung bây giờ mình nghĩ là cái vấn đề quan trọng không phải là cái vấn đề là nó ra với con nào, mà là cái vấn đề là bây giờ nó ra là quá muộn. Nếu nó ra sớm sớm thì mình nghĩ là con Yusakai hoặc là con Rebecca sẽ là một con mạnh, nhưng mà với thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là hơi khó. Thôi, chúng ta sẽ đi vào gọi là phân tích về kỹ năng. Cái này mình sẽ làm gọi là tổng hợp luôn, chứ mình không tách riêng ra tránh giải, tại vì dạo này mình cũng không muốn bôi cái game này ra thành nhiều clip làm gì, nó mất thời gian. Đầu tiên là kỹ năng công, không có gì khác biệt, tăng 25% đam đánh thường để tốc đánh nhanh. Kỹ năng chuyên môn của từng class thì dòng 1, dòng 3 không có gì khác biệt, dòng 2 5% máu và 5% đam, cũng ở mức ổn. Kỹ năng nộ hay còn gọi là tuyệt kỹ. Thời gian hồi nhầm, lộn đấy, lại nhầm đấy. Năng lượng ban đầu là 60. Hồi tốc độ hồi nộ là 6 trên giây. Tấn công cả địch hiện tại và bản thân nhận được nhiều khiên. Level 2 nhận ít khiên bằng số lượng vật triệu hồi trong phe ta. Level 3 khi vật triệu hồi tử vong sẽ hồi cho bản thân được 4 năng lượng. Đấy. Nói chung là với cái những team summon thì con này khả năng nó spam nộ thì rất tốt, và nó spam được nộ thì ngoài vấn đề đam ra thì nó sẽ có cái khiên để chống chịu. Nhưng mà bây thời điểm hiện tại thì nó bị hơi bị gọi là thoạt quá. Tại vì sao? Tại vì con này ra sau cái collab thanh bạch xà, đâm ra là chưa nói vấn đề là cái con bạch xà, chỉ nói gọi về so sánh con thanh xà là nó đã rất là khó rồi. Thanh xà là một con tướng mình nghĩ là nó dễ vận hành và nó cũng là một con tướng mạnh. Dĩ nhiên so sánh thì hai con thì nó cũng đều có một cái vẻ riêng, nhưng mà mình vẫn nghiêng về con thanh xà hơn so với con này. Yusakai chỉ được mỗi cái mông 7 thôi. Kỹ năng bị động thì mỗi 17 giây sẽ triệu hồi ra một tạ đen. Tạ đòn đánh mỗi lần sẽ mất máu và sẽ trị liệu cho bản thân vật chủ. Level 2 sau khi tạ đen tử vong sẽ biến thành hai tạ xanh. Tạ xanh tử vong sẽ biến thành một tạ vàng. Đấy. Level 3 sau khi vật triệu hồi phép ta xuất hiện khiến cho nó tăng đam 20% trong vòng 3 giây. Vật triệu hồi thì dĩ nhiên rồi. Nhưng cái này thì chắc không cần giải thích nữa. Tạ đen, tạ xanh và tạ vàng. Nói chung mà hiểu một cách nôm na này,
là cứ xong mỗi 17 giây thì nó sẽ tạo ra được một tạ đen. Một tạ đen sẽ khi mà nó hết máu ấy, nghĩa là nó tự đánh, nó tự cái đòn đánh thường của nó tự sẽ tự mất máu cho nó và sẽ phục hồi máu cho con Jusakai này. Và khi nó chết thì nó sẽ tạo ra hai tạ xanh. Đấy, và với quy luật như thế thì nó cũng chết, nó sẽ tạo ra một tạ xanh thì sẽ tạo ra một tạ vàng nhé, chứ không phải là hai tạ vàng đâu. Nói chung là nếu mà tính tổng ra gọi là vật triệu hồi thì mình nghĩ là được 5 con. Một đen, hai xanh, hai vàng đấy. Nói chung là cũng khá là nhiều và cái lượng máu chúng nó tự rút đi cũng rất là nhanh. Anh em có thể thử trải nghiệm ở cái phần gọi là ở phần kia. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào xem cái đồ của nó, xem nó có gì kia không. Nói chung mình nghĩ là cái con này nó không có cái gì quá cái lắm. Với 246 món thì hiệu quả khiên từ nộ tăng 18%. Khi vật triệu hồi khiên từ vật triệu hồi sẽ không tăng. 2 món là 18%, 4 món là 36% và 6 món là 48%. Nó sẽ có hai bộ bộ thủ bộ hút máu. Nói chung mình nghĩ là con này nó một phần là nó cũng không phải là cái con tướng chúng ta nên lấy, trừ những một số trường hợp. Những trường hợp như sau thì anh em nên lấy. Thứ nhất là những anh em thuộc diện là mới chơi, lỡ qua những cái collab thì anh em có thể lấy thì ok. Trường hợp thứ hai là những anh em thuộc diện là không có con thanh xà, nghĩa là đợt đấy không đủ 200 sao để lấy, thì anh em có thể là lấy con này về để chúng ta đi những cái content những cái map mùng lung tung này kia của Red. Còn vấn đề farm đồ thì mình nghĩ con này cũng không kia lắm, cũng không ngon lắm. Thật ra thì con này nếu mà kia thì mình nghĩ là chúng ta nên để 6 món thủ thì nó sẽ dễ hơn, à nó sẽ ngon hơn so với vấn đề là 4 hút máu và 2 thủ. Vốn là mình cũng không không có thiện cảm gì nhiều với con này, tại vì con này bây giờ nó ra muộn quá. Về phong phong thì shop nó sẽ bán một cái phong mặc định, sẽ là cái phong tăng kỹ năng bị động. Sau khi tạo đòn tự nổ, Sakai sẽ nhận được lá chắn bằng 413% tấn công của bản thân. Nếu mà tính ra thì là cái phong này là phong ngon, tại vì cái khả năng thực diện là tự thiêu của mấy quả tạ là rất là nhanh. Đâm ra nếu mà có cái phong này thì cái lượng khiên con này nhận được sẽ rất là nhiều. Nhưng mà con này nói chung mà mình không không chí chơi thì đâm ra là mình không đổi. Đấy. Tiếp theo sẽ là Rebecca. Nói chung là Rebecca thì bây giờ nó cũng phèn nhỉ lắm. Chưa tắt hết âm rồi. Cứ nhau 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 nhau. Kỹ năng công cũng không có gì khác biệt lắm. Tốc công chậm, tăng 25% đam đánh thường. Kỹ năng chuyên môn thì 1-3 không gì khác biệt, tại vì những cái tướng của class bao giờ cũng thế, dòng 1 dòng 3 nó là cái gọi là mặc định rồi. Dòng 2 HP của bản thân tăng 5%, phòng thủ tăng 10%. Với những con tướng thuộc diện là class thiết giáp thì con này thì cũng vậy thôi. Bao giờ cũng thiên một là thủ. Chỉ có một số con tướng là nó có thể nó hơi bị gọi là lập dị tí. Đấy có thể là con Izumi. Còn đấy nó dạng là nó không không phải là một class chuẩn. Kỹ năng nộ thời gian nộ ban đầu là sẽ là 40. Tốc độ hồi nộ sẽ là 10 trên giây. Một con số rất là nhiều. Có thể sánh ngang với anh Ún Chà Màn. Tấn công mục tiêu hiện tại gây đam cho mục tiêu bằng 25% lượng khiên của bản thân, trong đó tính cạnh tranh là 100%. Mình chưa hiểu lắm. Nhầm 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 anh em ạ, gây cho mục tiêu phá khiên bằng 25% lượng khiên của bản thân. Phá khiên từ từ cho cái quay màn hình sang bên này tí. Đồng thời kèm đam theo phần trăm máu hiện tại của bản thân. Nghĩa là con này nó vừa có khiên, nghĩa là nó đam gây ra nó vừa theo khiên mà vừa theo máu.
có khả năng phá khiên. Ờ, được đấy. Nếu mà như thế thì khả năng là nó sẽ là một con gọi là đi đấm nhau con Clock. Nhưng mà nói chung bây giờ mình nghĩ Clock nó cũng hiếm khi kia lắm. Tại vì Clock bây giờ thì con Kuroko ấy, mình hay gọi nhanh là Kuro ấy, là con nó vẫn là một con đi Clock rất là ngon. Tại vì nó có khả năng khóa lại Clock của đam của nó cũng ở mức ổn. À, LV2 sau khi dùng nộ bản thân sẽ nhận được một dương tiếp tế. LV3 dựa trên số dương tiếp tế của bản thân sẽ chữa trị thêm cho bản thân. À, đam phá khiên thì không, nó có chú thích kìa, không được tăng từ các nguồn tính từ đam, uy lực nộ, uy lực đánh thường trực tiếp gây đam với khiên của mục tiêu. Nói chung cái phá khiên này nếu mà cứ hiểu nôm na thì nó sẽ là gọi loại bỏ khiên. Còn cái này thì nó cũng giải thích cũng hơi mông lung. À, kỹ năng bị động. Bắt đầu trận đấu sẽ nhận được 2 dương tiếp tế. Mỗi dương tiếp tế sẽ tăng 3% máu tối đa, duy trì trong 10 giây. Sau khi biến mất sẽ trị liệu cho Fix có phần trăm máu thấp nhất ngoại trừ bản thân. Cứ một Fix tử vong trong trận sẽ nhận được một dương tiếp tế. Ở V2 thì cứ hai vật triệu hồi tử vong sẽ nhận được một dương tiếp tế. Với ba dương tiếp tế chữa trị sẽ tăng lên 10 năng lượng cho anh em tí. Dạo này mình cũng đang ốm yếu sụt sùi nên đâm ra nói nó cũng hơi ngắn mũi, anh em thông cảm chút. Chú thích là dương tiếp tế tối đa sẽ được xếp chồng là 5 dương. Nếu mà bảo là dương tiếp tế thì mình nghĩ là chắc sẽ nó chủ yếu sẽ từ cái vấn đề vật triệu hồi chết. Nói chung vật triệu hồi chết thì nhanh lắm. À, ví dụ như mấy con hộp của Harriet hoặc tạ Jushakai có thể sẽ là bóng của à nhầm cái hộp của con Izumi. À, con cái gì lâu rồi, quên tên đấy. Nói chung là bây giờ cái tướng tướng mà có khả năng triệu hồi bây giờ nó nhiều lắm. Nó không còn ít như trước ấy. Nhưng mà nếu mà những cái tên nổi trội mình nghĩ sẽ là Harriet về con thanh xà. Đấy, thường thường sẽ là những cái tên nổi trội. Nói chung là về đánh giá thì mình nghĩ là con này bây giờ cũng không phải là cái con quá ngon lắm. Tại vì cái với cái thời điểm mà nó bên các server khác ấy, nó là ra những cái lúc nó rất là cần thiết, nó rất là quan trọng. Ra những cái lúc đấy nó vẫn meta meta ví dụ như team summon chẳng hạn, nó vẫn còn gọi là có chỗ đứng. Hoặc là ra những cái lúc mà nó gọi là nó là một cái đối trọng gì đấy với một số content thì nó sẽ rất là phù hợp. Còn với thời điểm hiện tại ấy, thì nó đã bị nói cách nào đó nó đang bị out meta đào thải dần rồi. Đâm ra là những cái con như con Yusaka hay con Rebecca anh em cũng không nên roll làm gì. Yusaka thì anh em có thể roll. Với những trường hợp là anh em thuộc diện là lỡ hoặc là anh em chơi muộn đấy. Anh em xem mới này kia thì có thể roll cũng được, tại vì con đấy cũng là một con mạnh. Chúng ta có thể lấp một khoảng trống ở những cái content của Red Red. Còn Rebecca mình nghĩ là không. Anh em chỉ nên ăn free thôi, ăn free được bao nhiêu sao thì được. Còn đừng nên cố. À, còn nói tiếp về Evan đi. À, thì mình thấy là ngoài cái Evan ra, Evan thì chắc mình nói sau, tại vì Evan cũng không có gì khác biệt lắm. Mình thấy có một cái mới lạ đấy. Đấy là cái tự động khiêu chiến nhanh. Nói chung cái này thì mình nghĩ là game này nó được một cái rất là hay là nó ra những cái tính năng gọi là skip hoặc là tua nhanh vân vân này kia, nó rất là tiện. Nhiều anh em cũng bảo là à, cái game nó ra nhảy đâm ra là chán này kia, nhưng mà anh em cũng phải hiểu một điều rồi, những tựa game mà nó rườm rà quá thì người chơi người ta cũng oải. Những tựa game nhảy mặc dù nó nhanh nhưng mà bù lại thì ông chơi ông không tốn thời gian nhiều, đâm ra là ông bảo cứ chơi chơi thì cũng chả tốn thời gian nhiều đấy, cứ chơi tà tả. Nói chung là cái kỹ năng tự động khiêu chiến này mình nghĩ ở trong Big Tree thì nó cũng không không quá là ngon lắm, tại vì Big Tree bây giờ ấy, nó cái vấn đề tăng tốc của nó đã khá là nhanh rồi, x4 phải. Nhưng mà chủ yếu mình nghĩ là nó sẽ ở cái phần Azaya sẽ là rất là phù hợp. Tại cái Azaya đánh là một cái nó hơi mất thời gian. Với lại anh em mới hiểu là cái Azaya ấy nó mặc định nó là auto rồi. Đâm ra là chúng ta không thể nào có
thể là chúng ta can thiệp được trong cái quá trình tắt bật hoặc là chúng ta muốn thi triển tay này kia là không được. Thế nên mình nghĩ là cái tự động khiêu chiến này là một cái rất là tiện. Một số cái chúng ta cũng hay đánh auto chúng ta cũng thể áp dụng, nhưng mà nhiều cái thì hơi khó, tại vì thường thường là những cái mà thiên về đánh auto ấy thì nó cũng kiểu khó áp dụng á. Cái này mình cũng lười đi, mình cũng không đi mấy, nhiều cái mình cũng thử thế cũng được, nhưng mà mình nghĩ là nó chỉ áp dụng với lại cái Aza thôi, tại vì Aza này nó đánh một là mất thời gian, hai là nó kiểu nó auto toàn phần rồi. Đấy, đấy là những cái thuộc diện là tính năng mới thêm. Còn về Event thì nó cũng không có gì khác biệt lắm. Ngoài bao giờ một banner nó cũng sẽ có những cái bingo này, bingo thì mình sẽ xem một chút xem cái vòng này nó có con gì hay ho không. Vòng 7 chúng ta có thể lấy được điêu thuyền này, vòng 8 chúng ta có thể lấy tôn thượng hương. Vòng 9 thì có thể lấy được Rebecca, 8 cũng có thể lấy được Jusakai. Nhưng mình nghĩ là Jusakai, Rebecca anh em không nên lấy. Anh em nếu mà với những anh em nào nạp gói 6 đô 2 tuần ấy, thì anh em sẽ có thể là lấy được vòng 9 một cách rất là đơn giản. Thì theo mình ấy, khi anh em lấy được vòng 7 ấy, thì anh em lấy một con điêu thuyền. Vòng 8 anh em lấy một con Thái Văn Cơ. Đấy, vòng 9 thì chắc chắn là chúng ta sẽ lấy moe rồi, 40 moe, rất là ngon, rất là thơm. Đấy, cứ thế thôi, tại vì hai con điêu thuyền và Thái Văn Cơ bây giờ nó đang là một gọi là một cái điểm nhấn của cái meta hiện tại, meta tốc đánh và tốc tốc đánh và gọi là hiệu ứng bằng cái vấn đề gọi là phần trăm đánh trúng ấy. Đấy. Còn cái event này thì cũng là một cái event khá cũ rồi, chẳng qua nó gọi là thay đổi một chút hình ảnh giao diện thôi. Anh em sẽ phái một đội của anh em đi. Đấy, đội cải tạo thì đây. Nó sẽ có yêu cầu, ví dụ vân vân là bao nhiêu tướng red red này chẳng hạn, xong rồi trong tướng red red đấy có cần bao nhiêu con hệ này hệ kia, ví dụ như cái này sẽ là cần ba con tướng red red, trong đó là có hai con là thiết giáp, một con hệ hiếm đấy, thế mình bỏ nhảy. Và anh em cứ đủ được một cái yêu cầu nó sẽ cho thêm anh em điểm. Dĩ nhiên tướng càng cao, sao con số càng cao thì điểm sẽ càng nhiều. Đấy. Nó sẽ thêm vào phần này thì anh em sẽ thêm vào gọi là tất cả mọi người ấy. Đấy sẽ được cái mốc điểm. Cái này chắc cũng nhiều ông vẫn chưa on. Khi anh em được mốc điểm thì sẽ được một phần quà. Nói chung là cái này cái mảnh ấy thì cái vườn bao giờ cũng thế, sẽ chúng ta sẽ được up lên được 3 sao rưỡi, gọi như một kiểu mặc định này. Cái này thì sẽ là quà khác. Nói chung là những cái vườn này cũng là dạng cái vườn nó không phải là khó khăn lắm, anh em cứ gọi là bỏ vào, có thể là sao số anh em không cao, anh em không nhiều, anh em cứ bỏ những cái con tướng nó kích hoạt cái yêu cầu đi để anh em có thể được cái điểm cao nhất. Đấy, sau thì chúng ta tính sau. Cái này cũng dễ mà. Đấy, cái này thì nó bao giờ nó cũng sẽ có những cái mốc đấy, 300 này, 300 kim cương này, xong 10 me. Sau nó còn có những cái mốc năm mấy nghìn điểm cơ mà. Nhưng mà cũng không lo đâu, anh em cứ thong thả đi. Cái này thì yên tâm một điều là anh em ở những cái club bang biết, nói chung cái đấy tùy anh em gọi, thì ở những cái chỗ nào mà nó gọi là lượng người nó ở mức ổn mà người ta chơi đều ấy, thì cái vấn đề nhận hết cái những cái quả ngon thì chắc chắn, chả qua là vấn đề thời gian này, có thể là nhiều khi này kia thì chúng tôi không được nhiều điểm thì chúng tôi mất 2 ngày đấy, thế thôi. Đấy, chứ còn cái vấn đề là cái này thì event thứ nhất nó dài, với cái quả ngon đấy nó cũng chỉ có giới hạn thôi chứ nó không có nhiều. Đấy, xong sau nữa thì nó chỉ còn là mấy cái quà hơi đều đều một chút, là tí xu này với cái mảnh mảnh này, đây là cái mảnh này. Đấy, anh em mở random, cái này anh em có thể tích vào, đợi đợt nào đấy nó có cái vần mèo chó gì ấy thì chúng ta có thể sử dụng. À, thêm nữa có một cái, đây có một cái nó có thêm một bộ đồ mới là bộ phản đam. Nói chung bộ này thì mình nghĩ là bây giờ nó cũng không ngon lắm, tại vì đi PvE thì
và nam với quái đó là cái gì đấy nó mông lung, nó không có nhiều ý nghĩa. Và nam với người thì mình nghĩ có thể, nhưng mà chỉ sợ mỗi cái là phản nam với người ông chưa kịp cho chúng nó lan đất thì ông đã lan đất rồi. Nói chung anh em cứ đổi gọi cho vui thôi. Nhưng mà sau này thì nó sẽ có một cái bộ rất là ngon ở trong này. Đây là có bộ tốc đánh và có thêm cả tỷ lệ đánh trúng với cái ứng gì ấy. Nói chung là rất là ngon. Đấy, anh em cứ tích lông lá này kia tầm 1 triệu 2. Anh em có thể đổi 4 món. Bởi vì mình cứ đổi hết đi. Mình gọi chơi sưu tầm mà. Cứ đổi hết đi. Mấy cái lông bây giờ của mình ấy, nó cũng không dùng gì nhiều. Skin thì cũng đổi gần hết rồi. Mấy cái này skin mình thấy cũng không đẹp lắm. Cái này thì mình không thiết tha lắm, tại vì cái này nó không tăng được gì nhiều. Cục nhầm USB thì thôi bỏ. USB nó không, nó tăng cũng được mấy phần trăm nhưng mà còn thua. Nói chung là chỉ những cái ông well biết rồi thì cái kia thì được ấy, chứ còn mình thì mình không thiết tha lắm. Thôi video cũng dài, mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp anh em vào những video kế tiếp, từ game kế tiếp và clip kế tiếp, vân vân. Thôi, bye anh em.